vinh dự được nhận ngôi sao phim ảnh năm 2019 và xin mời diễn viên Quốc Trường sẽ cùng tiến lên sân khấu để nhận giải thưởng này. Và chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời diễn viên nhà sản xuất Thanh Quý và diễn viên nhà sản xuất Trương Ngọc Ánh sẽ cùng lên sân khấu để trao giải thưởng cho diễn viên Quốc Trường. Anh đã đạt được giải thưởng ngôi sao phim ảnh. Kính thưa quý vị, Quốc Trường là một gương mặt rất là quen thuộc trên màn ảnh nhỏ phía Nam và anh đã từng tham gia rất nhiều các bộ phim trong suốt 11 năm hoạt động nghệ thuật. Và đến năm 2019 thì vai diễn trang quốc tử nhà giàu Đào Hoa Tình Vũ trong Về Nhà Đi Con phát trọng vinh VTV đã giúp Quốc Trường bật lên thành ngôi sao truyền hình được nhiều khán giả yêu thích. Và sau đây xin mời hai vị khách mời sẽ cùng trao giải thưởng này cho diễn viên Quốc Trường. Quý vị hãy cùng đeo tràng pháo tay để chúc mừng cho ngôi sao phim ảnh năm 2019, Quốc Trường. Xin được cảm ơn nghệ sĩ Thanh Thúy và nghệ sĩ Trương Ngọc Ánh rất là nhiều ạ. Xin mời Quốc Trường. Vâng, lời đầu tiên chú Quốc Trường xin gửi lời chào đến các anh chị phóng viên, ban tổ chức cũng như là khách mời có mặt tại đêm trao giải ngôi sao của năm ngày hôm nay ạ. Hơn 10 năm làm nghề thì năm 2019 thật sự là một năm không thể nào quên của Trường. May mắn là Trường tham gia bộ phim Về Nhà Đi Con và được gần gũi khán giả nhiều hơn và được sự yêu thương của khán giả cũng như là các anh chị phóng viên. Đây là giải thưởng cá nhân nhưng cho phép Trường đại diện một cá nhân lên nhận của một tập thể tạo nên thành công bộ phim Về Nhà Đi Con. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều trong thời gian qua đã yêu quý Trường cũng như yêu quý bộ phim Về Nhà Đi Con. Cuối cùng Trường xin cảm ơn rất nhiều ạ. Xin chúc mừng Quốc Trường và hy vọng